Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan được gửi tới các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Chiều nay thì có một tin rất là nóng hổi, Lan sẽ truyền tải tới các quý vị ngay. Đó là trên tờ báo Tuổi Trẻ Online đã có một bài đăng khởi tố và bắt tạm giam bà Cúc, chủ căn hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Sau khi 4 người bị khởi tố đến nay thì chủ căn hộ của Tịnh Thất Bồng Lai là bà Cao Thị Cúc cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngày 12 tháng 5, thông tin từ Công an Long An cho biết, trong ngày, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa, là chủ căn nhà nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Bà Cúc bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo điều khoản 331 của Bộ Luật Hình Sự. Bà Cúc là người thứ 5 tại Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố trong vụ án này. Trước đó, 4 người bị khởi tố là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cũng tạm trú tại Tịnh Thất Bồng Lai. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại. 3 bị can còn lại sau khi bị bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 1 và đã hết hạn tạm giam lần thứ nhất, cơ quan điều tra đã tiếp tục thông báo gia hạn tạm giam. Thông tin về việc khởi tố vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo việc từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vụ việc thu hút sự quan tâm, sự chú ý của dư luận và xã hội và trên các mạng xã hội. Đa số đều rất là bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia giả tu, nuôi dưỡng trẻ giả mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, luận loan và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Như vậy là chúng ta đã thấy là đã bứng đi được một cái ổ bầy đàn luận loan núp dưới bóng là tu tại gia và mang một cái tên mà nghe chúng ta cũng đã phải cảm thấy là giật mình và có cái gì đó rất khác người rồi. Đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì câu chuyện này nếu như chúng ta lật lại quãng thời gian trước thì thực sự đó cũng là công chị Nguyễn Phương Hằng đã gào thét, đã phải nặng lời với một cái ông già tại Tịnh Thất Bồng Lai, đó là ông Lê Tùng Dê. Và như vậy ngày hôm nay tiếp tục bắt thêm bà đứng tên chủ hộ là bà Cao Thị Cúc thì chúng ta mới thấy rằng pháp luật đã rất mạnh tay. Và câu chuyện mà ngày hôm nay bà Cao Thị Cúc bị bắt thêm cùng với 4 cha con của ông Lê Tùng Dê thì chúng ta mới tin tưởng và càng thấy được sự nghiêm minh và quyết liệt của cơ quan cảnh sát điều tra. Và hy vọng những câu chuyện mà chị Nguyễn Phương Hằng gào thét trong suốt thời gian qua sẽ lần lượt cũng sẽ được các cơ quan điều tra làm kỹ lưỡng và sẽ đưa ra ánh sáng để làm sáng tỏ những cái sự việc mà chị Nguyễn Phương Hằng đã bỏ bao nhiêu công sức và đã phải trả giá bằng 3 tháng tạm giam tại trại T30. Và đây chính là một cái tin mà làm cho chúng ta thấy rằng yên tâm vào sự nghiêm minh của pháp luật. Và có lẽ tin này nếu chị Hằng có nghe được chắc chị cũng cảm thấy là phần nào đó được an ủi, tức là mình đã có những cái cống hiến làm tốt cho xã hội. Quay trở lại câu chuyện về chống tham nhũng của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta cũng biết rằng tại tỉnh Bình Dương, nơi mà có khu du lịch của vợ chồng anh Huỳnh Huy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng, và thời chị Nguyễn Phương Hằng và anh Huỳnh Huy Dũng còn kinh doanh tại đó, thì ông cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam, trước khi bị bắt thì ông này đã có kịp thời là hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Vậy thì cái nội dung tình tiết này như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi một bài báo dânviệt.vn viết như sau. Trước khi bị bắt, cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận
Trước khi bị bắt, ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương và vợ đã kịp làm thủ tục ly hôn. Bà PMH, vợ ông Hoài Nam, đã đệ đơn xin ly hôn. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Phạm Văn Cảnh, cựu phó bí thư thường trực tỉnh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Trong vụ việc này, ông Nam đã bị cho là vào năm 2012 hay đến năm 2013 đã ký văn bản giao đất hai khu có diện tích lần lượt là 43 hectare và 145 hectare với giá rẻ hơn quy định cho công ty sản xuất và xuất nhập khẩu gây thiệt hại hơn 761 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Ngày 27 tháng 7 năm 2021, ông Trần Văn Nam bị cơ quan cảnh sát Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và theo nguồn tin của Dân Việt, trước đó 18 ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng ông Trần Văn Nam. Cụ thể, ngày 9 tháng 7 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã có bản án số 142/2021/QĐ-HT-HNZD về việc công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Trần Văn Nam và vợ là bà PMH. Về việc thuận tình ly hôn giữa bà H và ông Nam được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải ngày 1 tháng 7 năm 2021 về tài sản chung, ông Nam và bà PMH không yêu cầu tòa giải quyết. Theo nguồn tin, bà H là nguyên đơn nộp đơn để ly hôn ông Trần Văn Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thụ lý vụ án ly hôn này. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, tòa chấp nhận cho vợ chồng ông Nam ly hôn. Ra văn bản lùi ngày để giấu sai phạm của ông Trần Văn Nam. Trở lại vụ việc khiến cựu bí thư vướng vòng lao lý, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu. Năm 2016, công ty sản xuất xuất nhập khẩu phải cổ phần hóa nên Phạm Văn Cảnh đã thay mặt tỉnh ủy tỉnh Bình Dương ký công văn số 407 yêu cầu đưa khu đất 43HA về công ty IMCO quản lý. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch công ty sản xuất xuất nhập khẩu đã dùng cách là mang khu đất này đi góp vốn rồi mua bán lòng vòng. Kết quả đến năm 2017, khu 43 hectare của công sản đã bị chuyển về tay tư nhân với giá rẻ và gây thiệt hại 984 tỷ đồng. Quá trình bán đất, bị can Minh có báo cáo tỉnh ủy bằng văn bản và yêu cầu cấp dưới báo cáo trực tiếp cho bí thư Trần Văn Nam. Tháng 4 năm 2017, Thường trực tỉnh ủy họp và qua các văn bản nên đã biết rõ là Tổng công ty sản xuất và xuất nhập khẩu đã làm trái nội dung phê duyệt khi chuyển nhượng khu đất 43 hectare, cáo trạng đã nêu. Viện Kiểm sát cho rằng Trần Văn Nam cùng đồng phạm tại tỉnh ủy có trách nhiệm quản lý tài sản nên đáng lẽ phải ngăn chặn yêu cầu đưa 43 hectare về công ty IMCO theo văn bản số 407 ban hành năm 2016. Tuy nhiên, với động cơ che giấu sai phạm, nhóm này đã ra văn bản mới đồng ý cho Nguyễn Văn Minh bán đất công. Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán để giải quyết giá trị phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu để che giấu việc đồng ý bán 43 hectare đất sai quy định. Bí thư Trần Văn Nam đã tổ chức họp cùng với Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cảnh, lúc này đã nghỉ hưu. Cáo trạng thể hiện, tại cuộc họp này, ông Nam đã đề nghị ông Phạm Văn Cảnh điều chỉnh công văn 407 đã ban hành năm 2016 theo hướng là khu đất 43 hectare không phải chuyển về cho công ty IMCO, để lại cho doanh nghiệp của bị can Minh tiếp tục quản lý. Công văn này được ghi lùi lại 3 năm đề ngày 29 tháng 8 năm 2016. Chúng ta thấy có to gan không ạ? Và để hợp thức hóa văn bản trên thì ông Nguyễn Văn Minh cùng soạn đề nghị tỉnh ủy cho Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu được giữ lại 43 hectare nhưng cũng lùi ngày ký về ngày 20 tháng 8 năm 2016.
giải thích lý do các văn bản lùi ngày trên nhóm Trần Văn Nam, Phạm Văn Cảnh, Trần Thanh Liêm khai. Vào năm 2019, khu đất 43 hectare đã được chuyển nhượng cho tư nhân nên không thể khắc phục được. Mặt khác, tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu thuộc tỉnh ủy nên nếu doanh nghiệp này sai phạm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh ủy. Do vậy, các bị can đã cùng nhau hợp thức hóa. Và như vậy chúng ta mới thấy một nhóm lợi ích họ đã cả gan là ký lùi lại tới 3 năm. Trong khi có những người đã về hưu rồi mà họ còn gọi lên để phục hồi lại những cái chữ ký trước khi về hưu thì đây là một việc làm to gan. Và chúng ta thấy rằng với công việc là làm sạch đội ngũ cán bộ và diệt trừ tham nhũng của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lần lượt rất nhiều cán bộ sẽ phải đứng ra trước vành móng ngựa, cũng như chúng ta biết là một ekip cán bộ lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Như vậy rõ ràng việc chị Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra những cái con người mà có liên quan đến những sai phạm thì ít nhiều chúng ta cũng cứ tin tưởng ở pháp luật và chắc chắn họ sẽ phải trả giá trước pháp luật Việt Nam. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!